Đất nước Ba Tư, ngày nay còn có tên là Iran, là một trong những nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới, một điểm quan trọng trên con đường tơ lụa huyền thoại, nối liền giữa châu Á và châu Âu với vô số kho báu khảo cổ và các công trình kiến trúc trên cả tuyệt vời. Xứ sở của sự màu nhiệm, của những câu chuyện cổ tích không kể hết và của những ước mơ bay bổng trên bầu trời. Dù là Iran hiện tại hay Ba Tư cổ kính, nét cuốn hút của mảnh đất lưỡng hà chính là những khảo liệu về lịch sử văn minh của nhân loại, về những kho báu quý giá không thể đo đạc bằng vật chất. Theo dấu con đường tơ lụa, Ba Tư, xứ sở của những chiếc thảm bay. Cộng hòa Hồi giáo Iran là một quốc gia ở Trung Đông. Trước năm 1935, tên của nước này là Ba Tư. Diện tích lãnh thổ của Iran là 1.648.000 km². Iran giáp với Armenia, Azerbaijan và Turkmenistan về phía bắc, giáp Pakistan và Afghanistan về phía đông, giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq về phía tây. Đất nước này cũng giáp với biển Caspia về phía bắc. Vịnh Ba Tư là vùng vành đai nông của Ấn Độ Dương, nằm giữa bán đảo Ả Rập và vùng Tây Nam Iran. Lãnh thổ Iran phần lớn là các dãy núi lởm chởm, chia tách các lưu vực và cao nguyên. Khu vực đông dân cư ở phía Tây cũng là vùng có nhiều đồi núi nhất. Những vùng đồng bằng lớn duy nhất nằm dọc theo biển Caspia và phía bắc vịnh Persia. Khí hậu Iran phần lớn khô cằn hay bán khô cằn cho tới cận nhiệt đới ở dọc bờ biển Caspia. Ở rìa phía bắc đất nước, nhiệt độ hầu như không dưới không và khí hậu ẩm ướt quanh năm. Nhiệt độ mùa hè hiếm khi vượt quá 29 độ C. Về phía tây, những khu dân cư tại các lưu vực núi Zagros thường có nhiệt độ thấp, khí hậu khắc nghiệt, tuyết rơi dày. Các lưu vực phía đông và trung tâm cũng có khí hậu khô cằn. 98,5% dân số theo đạo Hồi. Các tôn giáo khác gồm có Hỏa giáo, Cơ đốc giáo và Do Thái giáo. Thứ sáu là ngày cầu nguyện chính và cũng là ngày nghỉ cuối tuần. Ngôn ngữ chính là tiếng Ba Tư. Cộng đồng Do Thái ở Iran được ước tính hơn 3 triệu người. Đa số họ đã di cư sang Bắc Mỹ, Tây Âu và Nam Mỹ sau cuộc cách mạng Iran. Iran cũng có số người tị nạn đông nhất thế giới với hơn 1 triệu người, đa số từ Afghanistan và Iraq. Con đường Hoàng gia Ba Tư. Một giả thuyết cho rằng con đường tơ lụa còn có từ trước thời nhà Hán tại Trung Quốc như chúng ta đã biết. Trên thực tế, tại Ba Tư, con đường Hoàng gia Ba Tư đã được thành lập từ khoảng năm 550 đến năm 330 trước công nguyên. Con đường này chạy từ Suba ở phía bắc Ba Tư đến biển địa Trung Hải ở Tiểu Á, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Con đường này còn có trạm bưu điện dọc tuyến đường với những con ngựa để các sứ thần nhanh chóng chuyển thông điệp khắp đế chế. Người Ba Tư duy trì con đường Hoàng gia và mở rộng nó qua những con đường phụ nhỏ hơn. Những con đường này cuối cùng đã đi xuống tiểu lục địa Ấn Độ, qua Lưỡng Hà và qua Ai Cập. Nằm trong khu vực của nền văn minh Lưỡng Hà, là điểm đến trên con đường tơ lụa từ phương Đông, nên Iran sở hữu nhiều di sản vô giá. Hiện nay, Iran có 18 di sản văn hóa do UNESCO công nhận. Top đầu thế giới về dầu mỏ. Những tâm hồn mơ mộng thường nhớ về Ba Tư hay Iran ngày nay với những tấm thảm bay trong truyền thuyết. Thế nhưng về mặt kinh tế và quân sự, mỏ dầu của đất nước này mới là một kho báu. Iran là nước đứng đầu thế giới về dầu mỏ. Năm 2023, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran thông báo trữ lượng dầu thô được kiểm định ở nước này đã tăng lên 208,6 tỷ thùng, đứng hàng thứ ba trên thế giới nhờ phát hiện những mỏ dầu mới. Trữ lượng dầu thô của Iran cho đến trước đó đạt 138 tỷ thùng. Vào tháng 5 năm 2023, Iran đã tăng sản lượng dầu thô lên 3 triệu thùng một ngày, khoảng 3% nguồn cung toàn cầu và sẽ là mức cao nhất kể từ năm 2018, theo số liệu từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Hiện nay, xuất khẩu dầu thô của Iran đã vượt 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Những chiếc thảm bay. Bên cạnh dầu mỏ nhắc đến Ba Tư, phải nhắc đến những tấm thảm. Đó không chỉ là những tấm thảm bay trong truyền thuyết, mà còn là một quà tặng độc đáo từ đất nước này. Ra đời cách đây hơn 2.000 năm, thảm Ba Tư ngày nay được biết đến như một trong những món quà đắt đỏ nhất hành tinh. Thảm với người Ba Tư là niềm hãnh diện,
lưu giữ những tấm thảm trong nhà cũng giống như trưng bày những bức tranh quý của các bậc danh họa. Một tấm thảm lụa thủ công trung bình có giá khoảng 3.000 đô la, trong khi những tấm thảm tinh xảo hơn giá có thể lên tới hàng chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn đô la. Ở Iran ngày nay, xuất khẩu thảm là lĩnh vực mang lại lợi nhuận thứ hai cho nền kinh tế, chỉ sau dầu khí. Người Iran không phải là những người đầu tiên sáng chế ra kỹ thuật dệt thảm, nhưng họ đã nâng tầm kỹ thuật dệt thảm thông thường trở thành một thứ nghệ thuật đỉnh cao. Những tấm thảm ba tư đích thực luôn được sử dụng màu nhuộm hoàn toàn tự nhiên. Để dệt nên một tấm thảm ba tư có thể mất nhiều tháng, thậm chí từ 2 đến 3 năm. Muốn có được những tấm thảm đẹp và tinh xảo, thợ thủ công phải dệt trên 50 mũi trên 1cm vuông, mà chưa nói đến việc phải sáng tạo ra những họa tiết thực sự độc đáo. Bởi đã là thảm thủ công xứ Ba Tư, không cái nào được giống cái nào. Từng là quốc gia giàu nhất Trung Đông. Đất nước Iran trong những năm 1970 là đất nước giàu nhất Trung Đông, là biểu tượng về sự giàu có trong cộng đồng quốc tế. Iran có lãnh thổ rộng lớn và đất đai màu mỡ hơn nhiều, vì vậy mà từ thời cổ đại đã là nơi trù phú nhất Trung Đông. Người dân ở đó sống sung túc hơn nhiều so với các khu vực khác. Đặc biệt trong những năm 1970, Iran đã trở thành nước chủ nợ lớn nhất ở Trung Đông, là chủ nợ hàng chục tỷ đô la của nhiều nước. Lúc đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Iran được đặt lên hàng đầu. Có được điều đó nhờ Iran duy trì trạng thái hòa bình trong nhiều thập kỷ. Và vấn đề quan trọng nữa là Iran sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ vô tận. Hàng năm, chỉ tính riêng việc bán dầu đã tạo ra thu nhập hàng chục tỷ đô la. Thế nhưng ngày nay, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran vẫn rất lớn nhưng họ lại nghèo khó. Một trong những nguyên nhân là sau cách mạng Hồi giáo, cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài 8 năm đã tiêu tốn của Iran khoảng 400 tỷ đô la. Thủ đô Tehran. Iran là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng đô thị cao nhất trên thế giới. Liên Hiệp Quốc dự báo rằng tới năm 2030, dân thành thị Iran sẽ đạt tới 80% tổng dân số. Tehran là thành phố thủ đô của Iran, với dân số gần 9 triệu người. Tehran là khu vực đô thị lớn nhất, là thành phố lớn nhất tại Tây Á và nằm trong số các thành phố lớn nhất trên thế giới. Tehran nằm ở phía nam của dãy núi Elbrus với độ cao trung bình 1.191m so với mực nước biển. Trong thế kỷ 20 và 21, Tehran là nơi đón nhận một lượng lớn những người di cư trên khắp Iran. Thành phố có nhiều thánh đường Hồi giáo, nhà thờ Kitô giáo, hội đường Do Thái giáo và bái hỏa điện bái hỏa giáo mang tính lịch sử. Năm 2008, Tehran là thủ đô ít đắt đỏ nhất trên thế giới và là thành phố ít đắt đỏ thứ hai trên toàn cầu. Bên cạnh Tehran, Isfahan là một thành phố cổ kính, được xem là thành phố di sản. Thành phố này nằm cách Tehran 340 km về phía nam. Đây là vùng đô thị đông dân thứ nhì tại Iran. Từng là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới, thành phố này đã phát triển từ những năm 1050 đến năm 1722. Đặc biệt là vào thế kỷ thứ 16 dưới triều đại Safavid, đây là kinh đô của Ba Tư lần thứ hai. Thành phố này nổi tiếng với những kiến trúc Hồi giáo, có nhiều đại lộ, nhà thờ Hồi giáo đẹp, vì vậy người ta gọi đây là một nửa của thế giới. Tại thành phố Isfahan, quảng trường Enasyahan là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới với kiến trúc tiêu biểu của Iran và Hồi giáo đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Những lý do để đến Iran. Người dân Iran rất thân thiện và hiếu khách. Là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới, cho nên chi phí của phương tiện vận chuyển tại Iran rất rẻ. Ẩm thực Iran chịu ảnh hưởng của khá nhiều nền văn hóa như Trung Đông, Trung Á, Nga và châu Âu. Vì thế, có nhiều loại thức ăn, đồ uống, đa sắc và đa vị. Một đặc điểm chung của ẩm thực Iran là trong các món ăn thường trộn lẫn nhiều nguyên liệu khác nhau và đặc biệt là có rất nhiều gia vị. Ở Tehran và các thành phố khác đều có nhiều chợ rộng lớn, vừa bán sỉ và bán lẻ rất nhiều các mặt hàng địa phương, từ những món xa xỉ đắt đỏ như vàng, đá quý, ngọc trai, thảm ba tư truyền thống, đồng hồ, cho đến các loại hương liệu và thực phẩm. Nếu là người thích mua sắm khi đi du lịch, Iran là thiên đường cho các bạn lựa chọn. Bạn cũng không cần phải xin visa trước khi đi. Iran đang áp dụng chính sách cấp visa tại sân bay. Bạn sẽ nhận được visa 15 ngày với mục đích đi du lịch. Cuối cùng, vì đó còn là một quốc gia có nền văn hóa sâu sắc. Ngôn ngữ Ba Tư đã được sử dụng trong hơn 2.500 năm
và để lại những dấu ấn rõ rệt trong ngôn ngữ viết. Văn học Ba Tư được các học giả Ba Tư cũng như nước ngoài đánh giá rất cao. Với 300 giải thưởng quốc tế trong 25 năm qua, các bộ phim Iran tiếp tục được đón nhận trên khắp thế giới. Chúng ta vừa dừng chân ở Iran, đất nước Ba Tư xa xưa. Hành trình theo dấu con đường tơ lụa sẽ còn tiếp tục. Mời các bạn đón xem. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé.